Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chu dị và sự cay độc của khán giả Olympic Bắc Kinh. Màn trình diễn sai sót của một nữ vận động viên sinh ra ở Mỹ nhưng chọn thi đấu cho Trung Quốc tại Olympic Bắc Kinh đã khiến cô hứng chịu búa rìu dư luận và ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý, nhưng đồng thời cũng có những tiếng nói người rằng kêu gọi cảm thông. Cô chu dị, vận động viên trượt băng nghệ thuật 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở California, Mỹ, đã bị ngã hai lần trong bài biểu diễn tự do của cuộc tranh tài đồng đội môn trượt băng nghệ thuật của hôm 7 tháng 1 sau khi đã ngã trong bài diễn ngắn một ngày trước đó. Ở cả hai lần, cô đều bật khóc. Kể từ đó, cô Chu đã trở thành đối tượng bị người hâm mộ Trung Quốc phản ứng dữ dội. Đây là hình ảnh cô Chu dị bị ngã trong màn trình diễn tại Olympic Bắc Kinh. Sau cùng khi cô ngã xuống mặt băng vào hôm 6 tháng 1, hashtag Chu dị ngã đã được xem hơn 230 triệu lần trên nền tảng mạng xã hội Weibo trước khi bị kiểm duyệt. Nhiều bình luận mắng cô là không biết xấu hổ, hư thối và là nỗi hổ thẹn, theo tờ báo Washington Post chia sẻ. Một loạt các bình luận trực tuyến ác khẩu so sánh cô với nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật khác của Trung Quốc, Trần Hồng Y, người đã mất suất thi đấu vào tay cô Chu. Thậm chí một số người hâm mộ giận dữ đã nhân cơ hội này thốt ra những lời cay độc nhằm vào nước Mỹ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đặt vấn đề tại sao một vận động viên sinh ra ở Mỹ lại đại diện cho Trung Quốc. Cô Chu bị chỉ trích vì nói tiếng Hoa không lưu loát và vì xuất thân đặc quyền của cô. Cha cô là khoa học gia máy tính, làm việc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bình luận đây là nỗi nhục, nhanh chóng có được 11.000 lượt tương tác. Hãy để cô ta học tiếng Hoa trước khi cô ta nói về lòng yêu nước. Một bình luận trên trang Weibo viết như vậy. Trong một động thái bất thường, Weibo đã vào cuộc để cấm hashtag này nhưng không đưa ra một lý do mà chỉ ra các hướng dẫn và chính sách liên quan. Đến ngày 7 tháng 1, trên Weibo chỉ còn chủ yếu là các bài đăng ủng hộ. Các chuyên gia nổi tiếng, được nhà nước hậu thuẫn đã góp thêm tiếng nói và kêu gọi suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, tìm kiếm tên của cô Chu thì vẫn hiển thị. Cơn giận bùng phát trở lại vào hôm 7 tháng 1 sau khi cô ngã hai lần trong bài biểu diễn nội dung tự do. Đây là hình ảnh Chu dị bật khóc sau cú ngã. Cô Chu đã bật khóc trong khi thi đấu và kết quả là đứng cuối bảng điểm xếp hạng. Đừng khóc, tôi mới là người muốn khóc, một người bình luận như vậy trên mạng. Các vận động viên Trung Quốc đối mặt với áp lực rất lớn để giành huy chương và mang vinh quang về cho đất nước. Những chỉ trích nhằm vào cô Chu cho thấy các vận động viên nhập tịch đôi khi còn chịu sự soi mói khắt khe hơn rất nhiều. Một số người trên trang mạng xã hội còn cáo buộc không có bằng chứng rằng cô Chu có xuất trong đội tuyển Olympic Trung Quốc nhờ vào danh tiếng của cha cô là một nhà khoa học máy tính chuyển đến Đại học Bắc Kinh từ Mỹ, theo tờ báo New York Times. Người thì được tung hê, kẻ thì bị chỉ trích. Những công kích nhằm vào cô Chu trái ngược hoàn toàn với sự yêu mến của công chúng Trung Quốc dành cho cô, một nữ vận động viên khác cũng sinh ra ở Mỹ và thi đấu trong màu cờ Trung Quốc tại vận hội Bắc Kinh 2022. Cô được chấp nhận ở Trung Quốc nhưng đã khiến một số người Mỹ nổi giận. Hôm 8 tháng 1, cô Cốc đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên và Tân Hoa Xã mô tả chiến thắng này là lịch sử. Đây là hình ảnh Aileen Gu, gốc Ái Lăng, 19 tuổi, vô địch môn nhào lộn trên không với ván trượt tuyết. Sau màn tranh tài, hơn một nửa trong số 10 chủ đề thịnh hành hàng đầu trên Weibo về màn trình diễn của cô Cốc. Nữ vận động viên 18 tuổi này đã quyến rũ công chúng Trung Quốc bằng tiếng quân thoại lưu loát và sự quen thuộc với văn hóa Trung Quốc do cô thường nghỉ hè ở Bắc Kinh. Cô đã trở thành gương mặt không chính thức của Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông, xuất hiện nhiều trên truyền thông nhà nước để quảng bá các môn thể thao mùa đông cũng như quảng bá cho các thương hiệu của Trung Quốc. Phản ứng này cho thấy con đường hẹp mà các vận động viên như cô Chu và cô Cốc phải đi qua. Một mặt họ phải đối mặt với sự phản đối của Mỹ vì chọn tranh tài cho Trung Quốc. Mặt khác, sự chào đón của công chúng Trung Quốc cũng tùy thuộc vào việc họ có duy trì được phong độ đỉnh cao hay không. Sự ác cảm đối với các vận động viên đứng hai hàng giữa Mỹ và Trung Quốc
càng được đẩy mạnh bởi căng thẳng địa chính trị. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập kỷ khi Bắc Kinh nỗ lực trở thành siêu cường đã dẫn đến va đụng trên diện rộng với Washington trên các vấn đề từ quốc phòng đến thương mại và ảnh hưởng đến văn hóa. Đối với cô Chu, cô chịu áp lực là người duy nhất của Trung Quốc thi đấu ở nội dung đơn nữ. Trung Quốc đã không giành huy chương trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Thế vận hội kể từ năm 1998. Trước cuộc tranh tài, cô Chu đã được truyền thông trong nước tung hê là thần đồng trượt băng, tức là người chọn Trung Quốc thay vì chọn Mỹ. Một trái tim yêu nước chân thành, một vũ công trên băng thanh thoát. Một bài báo trên truyền thông nhà nước của Trung Quốc ca ngợi cô Chu của hồi tuần trước. Đây là hình ảnh cô Chu Dị biểu diễn trượt băng nghệ thuật. Kêu gọi thông cảm. Ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập có ảnh hưởng của tờ báo Global Times, đã có bài viết bảo vệ cô Chu trên Weibo như sau. Cộng đồng mạng Trung Quốc chủ yếu thích Cốc Ái Linh, nhưng ngày nay một số lời chỉ trích lại nhằm vào Chu Dị là thô lỗ và không ai muốn có. Ông Hồ viết trên bài đăng nhận được 131.000 lượt thích. Ông Hồ nói thêm rằng người hâm mộ Trung Quốc cần làm quen với các vận động viên sinh ra ở nước ngoài như cô Chu khi Trung Quốc ngày càng tuyển mộ nhân tài từ nước ngoài. Nhập cư ngược vì thể thao là sản phẩm mới của thời đại, ông Hồ viết tiếp. Sau khi giành được quyền đăng cai Thế vận hội năm 2022, Trung Quốc đã bắt tay thực hiện nỗ lực toàn cầu để tuyển mộ các nhân tài thể thao mùa đông đầy hứa hẹn, những người có thể giúp Trung Quốc tăng số huy chương. Nhiều môn thể thao mùa đông chẳng hạn như trượt tuyết và trượt băng chỉ mới bắt đầu trở nên phổ biến với công chúng ở Trung Quốc và rất ít người trẻ được tập luyện từ nhỏ. Chút giận lên vận động viên trẻ này sử dụng mạng xã hội để ném đá khi cô ấy sai phạm, sai lầm. Đó là bắt nạt trên mạng và cho dù gì đi nữa nó cũng đang đi quá xa. Ông Hồ Tích Tiến đã viết như vậy trên bài được đăng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cô Trần Lộ, vận động viên trượt băng nghệ thuật, đã giành huy chương đồng tại hai kỳ Thế vận hội trong những năm 1990, nói rằng những sai lầm của cô Chu phản ánh áp lực biểu diễn tại một sự kiện thể thao toàn cầu trước khán giả Trung Quốc. Đây là hình ảnh cú ngã thứ hai của Chu Dị. Đối với Chu Dị, thách thức lớn nhất là thiếu kinh nghiệm trong các cuộc tranh tài lớn. Cô Trần được trang Sohu dẫn lời và nói, cô ấy chưa bao giờ có kinh nghiệm thi đấu trên sân nhà và áp lực là rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực. Cô Chu nói trước báo giới vào hôm 6 tháng 1 rằng cô rất buồn và cảm thấy áp lực vì cô biết rằng nhiều người ở Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy cô lựa chọn là đơn nữ tranh tài cho đội Trung Quốc. Cô nói, tôi chỉ thực sự muốn cho họ thấy tôi có thể làm được gì, nhưng không may tôi đã làm không được. Cô Chu được hãng Reuters dẫn lời. Bài đăng mới nhất của cô Chu trên Instagram là từ cuối tháng trước, cô biết rằng cô rất biết ơn khi được đại diện cho Trung Quốc tại Thế vận hội. Nhất là sau khi có một vài năm khó khăn, tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và chấn thương, giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình này, cô viết. Cô Chu nói rằng những lời chửi bới trên mạng đổ lên đầu cô đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô. Một sự thừa nhận hiếm hoi về tác động tiêu cực của tình cảm dân tộc nhiệt tình với các vận động viên. Cô Chu cũng nói với Tân Hoa Xã hôm 7 tháng 1 rằng cô cảm thấy áp lực sau khi đọc những lời bình luận chê bai trên mạng xã hội của Trung Quốc. Cô nói, tôi muốn chứng tỏ bản thân bởi vì tôi không làm tốt ngày hôm qua và những gì mọi người nói trên mạng thực sự ảnh hưởng đến tôi, cô nói. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, vấn đề bây giờ là tâm lý, tôi sẽ cố gắng để không bị loại bên ngoài ảnh hưởng. Có một số sai lầm nhưng nó đã qua, tôi hy vọng có thể điều chỉnh để thi đấu tốt hơn. Cô Chu nói như vậy báo China News sau cuộc tranh tài rằng tôi đã rất xúc động và phấn khích. Ngay cả trong màn thi đấu, tôi đã rất xúc động và muốn khóc. Tôi không thể kìm nén, vì vậy tôi đã khóc. Tất nhiên cũng có những hối tiếc. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Việt Nam làm lễ tịch điền ở Hà Nam với Châu Giả Hổ. Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tịch điền ở tỉnh Hà Nam vào hôm 7 tháng 2. Qua những hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố, dư luận trên mạng xã hội nói ông Phúc làm lễ tịch điền với Châu Giả Hổ và xem đó là việc làm mang tính hình thức giả dối.
Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc cầm cây sau con trâu vẽ vằn vện hình giả hổ. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết Chủ tịch Phúc làm lễ tịch điền ở xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vào mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần theo âm lịch. Lễ hội này được thực hiện hàng năm và được coi là quốc lễ, tiếp nối vào sự kiện được lưu truyền trong lịch sử Việt Nam. Đó là vào hồi năm 987, vua Lê Đại Hành đã về vùng đất núi Dọi ở sông Châu, đích thân cầm cày trong lễ xuống đồng đầu năm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước luôn khuyến khích và đề cao sự phát triển của nông nghiệp trong sự việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Báo điện tử Chính phủ cũng tường thuật như vậy vào hôm 7 tháng 2. Vị Chủ tịch nước cũng đề nghị nông dân, các cấp chính quyền, cán bộ, ngành liên quan coi trọng sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhân dân trong nước với 100 triệu dân và đồng thời khai thác thị trường quốc tế với 15 hiệp định thương mại tự do đã có, trong đó có hiệp định giữa Việt Nam và châu Âu, hiệp gọi tắt là EU-FTA, hiệp định đối tác toàn diện khu vực ECEP và hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, v.v. Tuyên bố lễ khai mạc tại hội tịch điền Dọi Sơn Xuân Nhâm Dần năm 2022, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra lời chúc một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu, năm mới, thắng lợi mới. Chúc các bác nông dân dồi dào sức khỏe để ruộng đồng luôn tốt tươi, ông Phúc nói theo trích dẫn trên báo điện tử của Chính phủ. Vẫn trang này cho biết thêm rằng trong trang phục vụ nhà nông, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, tức là cày giữa những luống đất đầu tiên khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu. Các hình ảnh về buổi lễ cho thấy ông Phúc thực hiện động tác cày ruộng đi sau một con trâu được trang trí với các hình vằn vện màu vàng trên thân thể và một lá cờ ngũ sắc trên lưng. Những hình ảnh đó đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội theo quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhà báo Lưu Trọng Văn có gần 99.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân rằng hình ảnh Chủ tịch nước đi cày nhân lễ tịch điền ở Hà Nam không gây ấn tượng chút nào. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại lễ tịch điền Đội Sơn. Dưới góc nhìn của ông Văn, hình ảnh về buổi lễ cho thấy đám quan chức đứng quanh phía sau là thềm sân ốp gạch men đỏ cùng con trâu vẽ vằn vện vàng, bị xem là một thật phản cảm. Nhà báo kỳ cựu này cho rằng nếu Chủ tịch Phúc làm lễ cùng con trâu không trang điểm son phấn như đang biểu diễn bên cạnh những nông dân thực sự cũng đang cày giữa đồng, thì sẽ thân thiện và dễ mến biết chừng nào. Biết là vua đi cày chỉ là diễn, nhưng tâm để vào việc cầu chúc nông dân mùa mới bội thu thì cách vẫn phải khác. Sự việc Chủ tịch nước đi cày mang ý nghĩa lớn, nhưng hình ảnh đám quan chức đứng quanh phía sau là nền sân ốp gạch men đỏ cùng con trâu vẽ vằn vện vàng thật phản cảm. Nhà văn Lưu Trọng Văn viết vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Trong số hàng chục lời bình bên dưới bài viết của ông Văn, nhiều người có chung quan điểm rằng việc diễn trong lễ tịch điền với trâu giả hổ thật là rất kịch cỡm, dối trá, buồn cười. Họa sĩ Đỗ Đức viết rằng, nói chung là hề, lễ tịch điền để dân nơi đó làm, chính quyền dính vào làm gì? Ông Phúc là vua à, mà phải xuống giả vờ cày, thiết thực phải là chính sách cụ thể đầu tư cho nông nghiệp. Chọn lấy ông bộ trưởng biết việc ấy, đừng ú ớ việt gian như mấy ông vừa qua. Còn Facebook Thanh Bình thì bình luận rằng, chắc thế lực thù địch chúng nó ghép ảnh để chống phá đấy ạ. Chứ xưa nay không ai dùng trâu cái, nhất là loại trâu đang có chửa để kéo cày trong lễ tịch điền, vừa xui xẻo vừa tàn nhẫn. Thế lực thù địch nó chơi xỏ quá. Đây là hình ảnh dân mạng soi kỹ cho rằng đây là con trâu cái đang có chửa kéo cày, nhà nông xưa nay không làm như vậy bao giờ. Nhà báo Nguyễn Đình Ấm thì viết rằng diễn tích cực quá, các anh để bọn quan chức đại gia cướp hết ruộng của dân làm giàu, kể cả những cánh đồng cực chủ phú phù sa ở Văn Giang mà còn diễn cày như yêu nghề nông lắm. Còn bạn Giang Hoàng thì bình luận ruộng của nông thôn mới sao chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của toàn diện triệt để của Đảng nên bờ ruộng được ốp gạch men màu đỏ. Con trâu tự diễn biến, tự chuyển hóa, khoác bộ áo hổ vằn. Biên kịch, đạo diễn, đạo cụ, diễn viên
đã hồn nhiên biến vở kịch Ngày Xuân Vua Đi Cày thành vở bi hài kịch đương đại rất ấn tượng. Bạn Quý Vũ thì chia sẻ, vua quan to giờ còn gì nhớ gì đâu, bọn định thần nó vây kín xung quanh, nó toàn mách bảo làm những việc nó đã chuẩn bị sẵn. Bọn văn hóa thì cũng lợi dụng việc này chi tiền kiếm chắc tí đỉnh, làm xấu hình ảnh của chủ tịch nước. Cây giả, trồng cây giả, đọc thơ giả, nó làm thơ và diễn văn soạn sẵn, đọc đến đoạn thấy thơ là ngâm, rồi nó khen hay. Còn bạn Lữ Huỳnh thì trình bày, do cách trình diễn cùng đạo cụ dối trá không mang tâm thế thật, nên mọi người thấy phản cảm. Chỉ mỗi việc còn con mà cả ban bệ làm không ra hồn, nghĩ mà nó chán. Đây hình ảnh lễ hội tịch điền Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Facebook Trịnh Sương Sỏ thì thốt lên thành thơ rằng, ối giời cao đất dày ơi, thời đại 4.0 còn đi diễn cảnh này, để làm màu với ai, sao mà chua xót quá, hàng nghìn xe hoa quả, đổ biên giới kia kìa, người nông dân uất nghẹn, được mùa mà trắng tay. Nếu quan tâm nông nghiệp thì sang Israel, nhìn sang Nhật, sang Mỹ, người ta làm thế nào? Để rồi mà hoạch định, ngành nông nghiệp nước nhà làm ra nhiều sản phẩm, bán thu về đô la. Đừng ăn mày quá khứ, chỉ cốt lấy cái oai, mà không thèm đoái tới, lệ nông dân chảy dài. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Lân Thắng với gần 150.000 người theo dõi qua trang Facebook cũng nêu thắc mắc trên trang cá nhân của mình như sau. Không hiểu ông chủ tịch nghĩ gì mà chịu đứng phía sau đít con trâu hổ, tức là hổ trâu quái thai này để chúng nó quay phim chụp hình. Còn nhà văn Nguyễn Đình Bồn có lượng người theo dõi qua trang Facebook là gần 67.000 người đưa ra ý kiến như sau. Trâu giả cọp, tôi thực sự không hiểu ý nghĩa sơn phết vằn vện trên lưng con trâu này trong cái lễ gọi là tịch điền có ông Phúc cầm cày như thế nào. Không lẽ sang năm vẽ con mèo rồi các năm tới là con rồng, con rắn, con ngựa lên lưng con trâu hay sao? Đây là hình ảnh cũng tại xã Đội Sơn, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lái máy cày trong lễ tịch điền vào năm 2017. Trong diễn đàn Facebook mang tên nhóm chúng tôi ghét lừa dối có gần 20.000 thành viên, một người có tên là Quang đã đăng một bài thơ ngắn về buổi lễ tịch điền gây nhiều tranh cãi như sau. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta. Bỗng đâu con cọp nhảy ra, thay châu cày ruộng, thật là hài ghê. Sao mà giả dối, đáng chê, lại bệnh hình thức, ai mê được nào. Cày ruộng là châu chứ sao, đưa con cọp thế vào làm chi mô. Cũng bình luận về sự kiện lễ tịch điền, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có hơn 87.000 người theo dõi qua Facebook cũng đưa ra quan sát rằng việc lãnh đạo nhà nước làm động tác cấy cày chỉ là mị dân. Nhà cầm quyền miệng thì khuyến khích cho dân tăng gia trồng trọt, nhưng tay thì cầm rủi cui tới cướp đất của dân thì sao mà tăng gia trồng trọt cho được. Ông Vũ viết, nhắc đến những vụ thu hồi đất nông nghiệp gây thiệt hại cho nông dân trong khi các nhà phát triển bất động sản kiếm lời vô cùng lớn. Cựu tù nhân lương tâm này cũng lưu ý đến nghịch lý là các nhà lãnh đạo vẫn thường cổ vũ cho dân tăng gia sản xuất, nhưng người dân phải tự bơi trong thị trường đầy rành rặt và mỗi khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, họ không biết kêu ai. Ông Vũ cũng nêu dẫn chứng là tình trạng hàng chục ngàn xe container nông sản bị mắc kẹt ở biên giới Việt-Trung mới đây. Tôi nghĩ lãnh đạo Việt Nam nên có cái đầu nhìn xa trông rộng, chỉ ít là cao hơn con trâu một cái đầu, để lãnh đạo quốc gia tôn trọng phẩm giá, xã hội tự do, đưa Việt Nam hội nhập văn minh theo dòng chảy của nhân loại. Lúc đó không cần diễn thì dân vẫn thấy ấm no, hạnh phúc, vẫn đong đầy. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ bình luận như thế.